Chào cô chú anh chị nha, em có đóng một cái thùng hàng này, em bán cái máy mà ba lô mà nó có cái đầu cưa cây ấy, mà tròn tròn á. Hôm qua em có đăng á, thì em có bán, có một ông anh khách quen, nó là khách quen cũng mua nhiều lần, chốt xong rồi hôm nay em hỏi lại để em gửi hàng á, mà em đóng gói em làm đơn xong rồi hỏi im câm như hến. Em nói thật nha, dù có quen cái chân không quen gì nữa, chốt với người ta hỏi có lấy hay không ấy, rồi như thế nào ấy, thì mình trả lời lại cho người ta biết để người ta còn bán cho người khác nữa chứ. Tại vì nhiều khách gọi mình chốt xong rồi ấy, nhiều khách khác gọi vào cái em kêu là em có khách chốt rồi, cái là người ta đâu có mua nữa đó. Người phải hiểu, người thông cảm chứ, bán online mà, khách online người ta gọi ấy, người ta muốn mua, mà trong khi ấy, mình là khách quen đã từng mua rồi nhiều lần rồi, mình chốt xong mình câm như hến. Nhưng sao em thì em không có thông tin, em không có che thông tin người ta lại, nhưng em cũng không đóng hàng hết rồi mọi người ơi, đóng thùng vô rồi chỉ có gửi đi nữa thôi. Anh em nào lấy thì em xem lại cái video hôm qua nha, cái máy ba lô có cái đầu các cành tròn tròn á, 950 á. Anh em nào lấy thì chọn chuyển khoản giúp em gửi hàng đi luôn ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nha.